cách ghép mà em có chỉ ở trên website phụ kiện ba miền rồi. Cách đầu tiên là check nhà mạng, chọn nhà mạng vô thì ghép thông thường. Cách thứ hai là mình không cần chọn nhà mạng, mình không cần biết máy lắp mạng gì hết. Và cách đó chỉ có áp dụng được với lại từ 6S trở lên, nó dễ lên hơn. Còn từ 6 Plus nó lên nhưng mà khó lên. Em muốn ghép được thì em bỏ cái sim của em vô nè, coi nó có sóng không đã rồi làm. Nó mà không có sóng thì em làm hoài nó cũng không lên thôi, đúng không? Ví dụ cái sim mà mất sóng sẵn thì mình bỏ vô mình làm nó cũng trả lên. Cái này là iPhone 8 lock screen iOS 12.4. Cách thứ hai là mình cũng ghép thủ công nhưng mà mình nhập mã vô, mình không cần chọn nhà mạng. Nói chung hiện tại là bắt buộc ghép thủ công hết nha. Edit CCD này, web này, cái mã này trên web anh có. (0) 9014103 2704216197992 đúng không? Không gửi này. Mày chọn dòng số 8. Mấy cái dòng trên này là để ghép thủ công chọn nhà mạng. Để hướng dẫn mai mốt về làm cho khách luôn. Rồi xong rồi em ok nè. Ok, nó sẽ văng cái màn hình LED. Một, mình đợi mấy giây chờ nó lên sóng. Hay nó không lên sóng thì mình cứ bấm LED vô bình thường, coi đổi đúng chưa nè. Mình cứ bấm vô bình thường thôi. Cái đặt wifi nè, wifi vô rồi. Bấm ok, tiếp tục. Nó sẽ báo vô trong nhưng mà vẫn chưa có dịch vụ ở cái này. Hay lau của em hả? Rồi bấm ai lau vô. Giờ vẫn còn Yahoo luôn hả? Yahoo Mail nó vẫn còn xài được không ta? Đổi qua Gmail đi chứ Yahoo Mail biết nó chết khi nào. Vô chưa? Rồi bấm vô. Bấm tiếp nè. Rồi vô, không có dịch vụ đúng không? Không có dịch vụ thì mình làm rất là nhiều cách để cho nó lên sóng. Lên website có hướng dẫn. Bây giờ mình cứ bật chuyển vùng, bật LTE lên hết cái đoạn này. Rồi bây giờ em sẽ vô ứng dụng sim này. Em chọn dòng số 5. Cho nó văng cái màn hình LED một hồi nó sẽ hiện cái bảng màu đen lên. Rồi em sẽ thấy trên này hiện một cột sóng. Cột sóng mã, nếu mà không hiện cột sóng thì bắt buộc mình phải lấy cái sim ra mình dò sóng thủ công rồi mình bỏ vô lại. Giờ nó bị nuốt sóng rồi nè. Bây giờ em sẽ lấy cái máy không có dịch vụ đúng không? Lấy một cái máy quốc tế anh bỏ vô anh dò sóng. Máy em coi. Máy em máy quốc tế hả? Dạ. Không lên đâu. Hình như nó bị gì á. Mobi nè, lên rồi lên nè, tự động nè. Rồi bây giờ em bỏ vô cái này lại,
Lên thì làm tiếp. Em thấy mà nó hiện cái bảng lựa chọn mạng lên lây mà lên sóng rồi rồi nè. Đó. Giờ sóng mạnh hơn xí rồi đúng không? Nãy bỏ vô một cục hai cục yếu siêu à. Ok. 2G đó nha, 2G lên lên á, sóng lên rồi nè. Nãy bỏ hai cái máy yếu siêu luôn. Rồi em sẽ gọi 900. Xin thuê bao. Thuê bao trả sao hả? Dịch vụ này. Thuê bao trả sao thì gọi gì? Khỏi gọi hả? Để em bỏ cái này vô coi. Ủa? Thuê bao đâu kiểm tra tài khoản được hả? Cái máy anh cũng máy SIDA đây. Giờ anh sẽ gọi qua bên này. Gọi lại nè. Rồi tới nha. Bây giờ mình tắt màn hình nè. Rồi nè. Ok. Rồi 8 plus screen iOS 12.4. Ủa iPhone 8 chứ lộn. Rồi xong.